Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 đã ký văn bản khẩn về việc tái thiết lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh trưng dụng các ký túc xá làm khu cách ly tập trung gồm: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến phức tạp với nhiều chuỗi lây nhiễm, nhiều nguồn lây, nhiều biến chủng với tốc độ lây nhiễm nhanh. Nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu cách ly y tế của thành phố trong thời gian tới, ứng phó với tình huống thành phố có từ 100 đến 300 ca bệnh. Qua khảo sát và đề xuất của Sở Y tế, thành phố nhận thấy trên địa bàn có ký túc xá của các trường đại học và cao đẳng vẫn có cơ sở vật chất như phòng, giường nằm, điện, nước và mặt bằng rộng rãi thoáng mát. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các trường hỗ trợ chấp thuận việc trưng dụng các cơ sở vật chất ký túc xá để tái thiết lập các khu cách ly dự phòng, cách ly tập trung cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Như báo Thanh Niên đã thông tin, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vào trưa 30 tháng 5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quyết định toàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và không tụ tập trên 5 người trở lên ở ngoài công sở, bệnh viện, trường học. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc thuộc quận 12 thì phong tỏa toàn bộ trong vòng 15 ngày kể từ ngày 31 tháng 5 và áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.